Alo alo, chiêng lang chiêng trạ, thượng hạ tây đông, cả làng ơi, ra đây mà xem Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng làm bánh cho chợ quê khóa tu mùa hè này. Ta-da! Xin giới thiệu với mọi người, đây là khu vực làm ra những chiếc bánh đáng yêu trong hội chợ đấy ạ. Nào, bây giờ chúng mình cùng nhau trộn bột nha. Từ bột này, chúng ta sẽ làm được những loại bánh gì nhỉ? Bật mí cho mọi người nha, món đầu tiên chính là món bánh heo con. Cục bột trắng tinh này sẽ được nặn thành những khối tròn vo. Tiếp đến là thêm cho chúng những chiếc tai hồng, mũi hồng nha. Còn đây là những chiếc mắt được nặn từ bột cacao, thơm ngon cực kỳ luôn. Mọi người thấy những chú heo con này xinh không ạ? Giờ thì chúng ta cùng cho các chú vào lò nướng nhé. Và đây, sau 10 phút nướng bánh, những chú heo đã được ra lò. Mọi người thấy các chú heo có đáng yêu không ạ? Mình thì rất là hy vọng các bạn quá xinh sẽ yêu thích món bánh này. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau làm bánh que đậu nhé. Món đậu que đặc biệt ở chỗ có thêm bột đậu xanh, cực kỳ thơm và bùi nhé. Còn đây là rất nhiều loại bánh với rất nhiều màu sắc và cực kỳ ngon các đạo hữu ạ. Món bánh nào cũng được làm nên từ sự quan tâm và tình yêu thương của các Phật tử dành cho các bạn khóa sinh. Mong các bạn ăn thật ngon miệng và chăm chỉ tu học để trở thành những người tốt. Mình nhớ cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến từng chia sẻ rằng Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa chúng ta đã phát nguyện tu tập, gieo duyên cho những người có hữu duyên với Phật Pháp. Dù là một nhân duyên nhỏ, chúng ta cũng cố gắng làm hết sức để đưa mọi người vào trong biển Phật Pháp, cố gắng hết sức. Vậy nên, bất cứ duyên gì khiến thành tựu cho chúng ta và cho chúng sinh, người có trí, người hiểu Pháp, người biết vâng lời Phật dạy, nhất định chẳng nên bỏ qua. Việc làm bánh cũng vậy, để các con ăn ngon miệng, vui với món ngon, vui với chùa Ba Vàng. Dù là ở đâu, các con cũng nhớ tới chùa như ngôi nhà thứ hai của mình, để mỗi khi gặp chuyện gì, các con cũng có cảm giác an lòng khi nhớ về ngôi nhà chính Pháp, ngôi nhà có sư phụ và cô chủ nhiệm, những người chắc chắn sẽ đưa ra cho các con những lời khuyên cực kỳ hữu ích để vượt qua khó khăn. Hoặc đơn giản, niềm vui này cũng là một nhân duyên để các con kết duyên với Tam Bảo để được hạnh phúc về sau. Bởi vậy, dù là việc gì, mình và các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng đều tập cố gắng để mang tới một chút nhân duyên vào trong chính Pháp của Phật. Tâm sự một chút với các bạn như vậy thôi. Và bây giờ, các loại bánh của chúng ta đã hoàn thành rồi. Cùng xem các bạn khóa sinh cảm nhận như thế nào khi thưởng thức những món bánh này nha. Bánh cốm nha, bánh cốm ăn rất ngon nha. Rất ngon, cực kỳ ngon ạ. Bằng này ăn rồi. Bánh cốm không miếng điện thì cả bằng tay trắng thôi. Ngon ạ, mềm ạ. Rất ngon. Bánh đi đây. Ăn bánh đi các bạn ơi. Đây là những món bánh mà tôi cảm thấy rất là ngon. Rất ngon, cực kỳ ngon. Ôi ghê. Ngon lắm. Ngon, rất ngon. Ăn giống như bánh sáng ấy ạ. Nói lắm. Một chút tài nữa, em phải bánh này. Đã rất ngon nhỉ.